Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại trại chăn nuôi nhà chú Huân, có địa chỉ tại Yên Phương Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Trại nhà chú thì đang nuôi 1.000 con gà đực Thụy Phương và đang ở độ tuổi là 65 ngày, đạt xô là 4,5 cân trên một con. Hôm nay thì mình có qua đúng vào ngày chú sử dụng định kỳ sản phẩm Protip Acid SE. Cái sản phẩm này thì gồm 5 acid, đó chính là acid formic, acid propionic, acid citric, acid lactic và cuối cùng là acid acetic. Khi mà sử dụng sản phẩm Protip Acid SE thì nó có các tác dụng như sau. Thứ nhất là kháng độc tố nấm mốc trong thức ăn và trong đường cung cấp thức ăn. Thứ hai là xử lý vi khuẩn gram âm trong đường ruột hoặc điều trị bệnh nấm. Thứ ba là tái tạo lông nhung đường ruột khi mà bị tổn thương bởi các vi khuẩn hoặc các yếu tố gây bệnh khác. Thứ tư là xử lý đường ống nước. Thứ năm là xử lý nước uống thay thế cho clo trong một số trường hợp. Và thứ sáu là chống stress. Chính vì vậy nó sẽ giúp cho đàn vật nuôi của chúng ta khỏe mạnh hơn và phòng chống được một số các bệnh dễ mắc bởi vi khuẩn gây ra, ví dụ như là bệnh thương hàn hoặc bệnh viêm ruột hoặc là bệnh do E. coli gây ra. Nếu bạn cần thêm thông tin và cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Hỗ trợ kỹ thuật gà 0908012238, hỗ trợ kỹ thuật heo 0934555238, chăm sóc khách hàng 0934469238 hoặc liên hệ qua website thuyitoancau.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn và hỗ trợ quý vị trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy like và đăng ký kênh Thú Y Toàn Cầu để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.